nhau cho phần nhau. Vâng, xin mời. 1, 2, 3. Ngày xưa đồng trên tháp pha lê, chung vui hạnh phúc mênh nồng tình yêu. Chầu lá cũng xanh, dâu hiền để thảo sẵn duyên vợ chồng. Hai tay bưng chén rượu nồng, kính dâng ba mẹ trong ngày hôm nay. Dù cho đi khắp phương trời, công ơn ba mẹ suốt đời không quên. Và giờ đây xin được mời hai bên thông gia tiến bước về phía trước để cùng ly với nhau và bắt tay nhau kết tình thông gia từ đây. Và xin mời toàn thể quý vị cùng nâng ly và hô thật lớn để chúc mừng cho tình thông gia giữa hai gia đình. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu đếm ạ. 1, 2, 3. Qua lễ hội này, thay mặt cho ban tổ chức tiệc cưới nhà hàng Hoài Lan và thay lời cho tất cả các vị khách quý đang hiện diện tại đây, xin chúc cho tình thông gia giữa hai gia đình sẽ được thắm chặt từ đây. Dâng lên cho cha mẹ hai bên, xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị, giờ đây xin mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu để cùng ngắm nhìn chú rể thế giới và cô dâu diễn nghệ, để cùng chia sẻ niềm hạnh phúc bất tận mà đôi bạn có được trong ngày hôm nay. Và đây cũng chính là giây phút thăng hoa ngọt ngào nhất mà là đồng nghiệp của chú rể thế giới hiện đang công tác tại phòng cảnh sát cơ động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã bớt chút thời gian vàng ngọc quý báu của quý vị để về đây chung vui với hai gia đình ngay và gia đình nhà gái. Kính thưa toàn thể hai họ, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, giờ đây đang hiện diện chuyên mục hạnh phúc nhất.